Hello, bây giờ thì đây là con thứ hai nè các bạn. Con này thì khỏi nói rồi, đẹp như mơ, mình nhìn mình ghiền luôn rồi. Thì các bạn nào mà đam mê thì cứ vào trang YouTube xe máy Sang Nguyễn cho các bạn thấy. Con này thì nó chất quá, mình nhìn thôi đã mê rồi. Thì mình sẽ quay lại cho các bạn chiêm ngưỡng. Các bạn thích độ hoặc là lên kiển thì cứ lên trang xe máy Sang Nguyễn của mình, sẽ quay lại cho các bạn tất cả những nét đẹp nhất và độ như thế nào nào thì các bạn sẽ thấy. Bây giờ mình sẽ quay nhanh cho các bạn chiêm ngưỡng con này nha. Đây, ok, con này là S 150 đời 2017, được cái đầu đèn nè các bạn, đầu đèn led luôn nha các bạn. Bạn thấy ghê chưa, đẹp không? Đó, nhìn là mê mẩn luôn á. Nhìn từ trên xuống dưới nè cho bạn xem nè. Đó, nhìn cái chất ngầu của nó nha, mâm 5 cây nè. Đó, 5 cây nè. Rồi cục máy nè các bạn, đây cuộn này, cục máy nè. Đó, các bạn thấy cục máy chưa? Ok, dàn máy nó nè, bạn thấy xong dàn máy nha. Đó, dàn chân của nó sao, các bạn thấy sao, đẹp tuyệt vời đúng không? Movistar. Đó, các bạn xem đồng hồ. Đó, rồi nghe tiếng vô thế nào, tuyệt vời không? Đây các bạn, để các bạn chiêm ngưỡng từ dưới lên để thấy được cái nét đẹp của nó. Nó đẹp từ dàn chân luôn nha các bạn, con này là đỉnh luôn á các bạn. Con này mà đi Tết thì thôi là hết bài luôn các bạn. Con này Tết đi hết bài. Bạn sắm về mà chạy Tết, chở người yêu đi bơi, đi dạo phố, ngon lành cành đào luôn. Ok, keng xe ben luôn nha các bạn, đẹp đến từng cm luôn các bạn. Mình thích nhất là cái dàn đèn nè các bạn, đầu đèn led nè. Bạn thấy ghê không? Đẹp không? Quá đẹp luôn, chuẩn. Ok, rồi mình sẽ quay từ xa lại cái dáng của nó nha các bạn. Bạn thấy dáng nó như không? Tuyệt vời không? Rồi, rồi xin chào các bạn, mình là Thiên Dương. Kênh của mình là xe máy Sang Nguyễn. Các bạn thích mẫu mã, dòng xe, độ, kiển đủ kiểu thì các bạn lên trang xe máy Sang Nguyễn, các bạn sẽ có tất cả đầy đủ, gì cũng có, muốn là có, không ngại khó. Ok, xin chào các bạn.